đông về xôn xao bao người lại vô xứ về sắm câu châu lễ can hoàng người đêm đông ngày đêm nhang khói vang lưng khắp nơi tôi tu anh linh đồn xa xa khắp mọi nơi biết bao thanh đồng xa vào nghe án cung kim cuối xin ông mười ông về tiếp lòng toàn dân đông
cho các ghế trên trần gian, cho những pháp sư văn đà và đạo hầu dân. Nay những ông nhất tâm hoàng gia ngự vui, vui với đồng đồng, vui với đệ, vui với đời hoàng văn tinh cười. Nhớ mãi hôm nay trên diện quỳnh, 12 tiên nữ tiên dân quan hoàng ngây ngất, ngất ngây tâm hồn nơi cõi trần gian. Chúc chúng cho ghế hoa bóng đẹp đồng sáng, chúc chúng cho thanh đồng bắc nam buôn nhà cường khang nhiều niềm vui, tháng năm an lành gia đình cháu con hiền vinh, con đem tâm dâng lên câu ca kính dâng tam thờ, dâng thánh hoàng quyền uy ơn sâu suốt đời cũng khắc ghi. Xin hoàng đổ cho ghế ông lộc biến như nước sông trào dâng, ba hè rồi qua chín đông hoàng chớ che ghế ông an lành như cây đời mãi một màu xanh. Nam thiên sứ nghề sáng bập hồng anh, tiếng sao bay lưng trời cung đàn reo vui, khiến mây ngừng trời đàn ai buông lơi cho lòng chơi vơi. Ngàn hoa thắm khoe hương nắng chiều mênh mang buông, nào đâu ơi các tiên lương sắp ra hai hàng. Nghe thanh hoàng truyền ban, lễ ông quan hoàng
xin dừng treo hoa, làm ơn cho nhân đây mấy lời ca. Hành vân lưu thị cao xa, con trước thanh hoàng mãi mãi đẹp hào hoa. Nghe tiếng chuông vang, con thấy bóng bóng toàn hoàng ngàn xa. Thank you.
kiếp này phân biệt hẹn sáng. Thế nên cô dạy người phàm tu nhân tích 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 chữ phàm để cô phi. Người tiến cung nói sao cho hết.
nỗi lòng. Chứ thanh anh cô đẹp nhất ở trên đông đông giờ đây. Hôm nay về ngày hội
Thank you.
sơn đó quê nhà ba bông, sơn đó quê nhà vì đời cô bé lại vượt qua tin linh xa từ họ dỗ
Hãy subscribe.